có ý xin xỏ. Mãi cho đến lần thứ năm, chị Quỳnh Lan chỉ lộ trình tình thân và chúc nói to nha, con đứng lên, con đứng lên nào, đứng lên lại, con chúc to lên nào, chúc to vào. Ôi, con cảm ơn ông chưa? Con chúc đi. Dâu ta. Sướng quá, những món nào đây ngon rồi. Sao giờ không sao? Hai tay nha. Ok, chúc con ăn giỏi nha, con lớn nha. Nghe lời ba mẹ ha. Bữa nay phải nói sao? Bữa nay phải nói sao? Ok, giỏi quá. Vậy là hôm nay là mình đổi từ búp bê sang đồ sơn móng tay đúng không? Mini chọn cái nào? Mini chọn đồ sơn móng tay. Rồi, ok. Rồi. Rồi. Mini chọn đồ sơn móng tay. Nhưng mà Mini chọn đồ sơn móng tay rồi, không mua búp bê, đổi từ búp bê sang đồ sơn móng tay. Thôi con để đi một vòng nữa đi. Ok. Mình đi một vòng nữa. Cái này xe đạp lớn lắm. Cái này sao mẹ? Cái này Winnie có rồi. Cái này sao? Cái đó Winnie có rồi con. Đây sao? Mẹ ơi, cái này thì sao ạ? Mẹ ơi, cái này thì sao ạ? Cái này hả? Winnie thích không? Không. Ừ, hôm nào thích, cái nào cũng thích thì con hỏi họ. Cái này là gì ta? Để mẹ xem cái này là gì ta? Đây ba. Đi qua đây nè, qua đây nè. Đây là búp bê quá trời kìa Ly kìa. Mẹ, em muốn mua búp bê mẹ. Bạn này thì sao? Cái gì ơi, cái gì thấy bạn này thì sao? Đây nè con. Trên này còn một bạn nữa nè. Cái gì thấy bạn này thì sao? Đứng lại, mình đứng lại nè. À, My ơi, bạn này có bộ sơn móng tay cho bạn luôn nè. Hình bạn nè. Đây nè, có sơn móng tay được cho bạn luôn nè ba. Lấy đồ nhà một bộ bự luôn. Em đi sơn móng tay cho bạn nè. Ừ, đây mẹ xem bạn này xem thử nha. Thế My ơi, bạn này được không con?
Bạn này đồ mẹ. Bạn này được đúng không? Thích bạn này đúng không? Bạn này được chơi đơn chí tu bởi nội nội bởi nội. Bạn được chơi đơn chí tu bởi nội nội bởi nội. Thôi cái gì vậy? Rồi con ôm bạn đi. Nói chuyện với bạn đó. Rồi đi ra đưa ba tính tiền. Ba đâu rồi? Ba đâu rồi? Ba rồi. Ba gọi ba đi. Ba ơi nhưng mà chị kéo mua tay này bà. Mẹ mua mua tay này. Ok. High five. Yeah. Tôi chơi với Winnie đâu? Búp bê. Winnie có thích không? Ủa thích là vậy mà vậy à?